bài hướng dẫn hôm nay của chúng ta thì nó thực hiện theo cái chủ đề là có bao nhiêu cách làm hình âm dương khác nhau. Đây là một bài nó cũng tương đối đơn giản, nhưng nó là một bài rất hay, tại vì là nó giúp chúng ta lập đi lập lại rất kỹ về công cụ và các lệnh để thực hiện. Nó giúp chúng ta có được một cái nhìn đa chiều và cái tư duy làm việc nó mang tính chất là nó kỹ càng hơn. Và từ đó thì chúng ta sẽ luyện được một cái cách thức tiếp cận với nhiều phương án khác nhau với cùng một yêu cầu. Đấy, thế thì khi giúp các bạn làm gì? Giúp các bạn là khách hàng đưa ra một yêu cầu thì chúng ta ngay trong đầu chúng ta có thể là tính toán được ra nhiều phương án khác nhau, và nếu như mà có một cái thói quen luôn luôn lặp đi lặp lại vấn đề để tìm cách tối ưu nhất thì bao giờ các bạn sẽ tìm một cái hướng tiếp cận tốt nhất đối với cái yêu cầu mà khách hàng hoặc là sếp giao cho các bạn. Thế bây giờ chúng ta xem lần lượt. Trước hết là tôi trình bày lại cái cách cổ điển nhất cái buổi đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn đó. Sau đó thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta trình bày các biến tướng khác nhau, các cái sự khác biệt trong các bước. Ok, nào, đối với một hình âm dương thì trước hết là chúng ta cần phải có một hình tròn to để làm cái hình tròn tổng. Và trước đó thì tôi có nói với các bạn là thường thường là chúng ta có biến tướng, nhưng mà kiểu gì chúng ta cũng phải có 5 cái vòng tròn gốc hoạt động đó. Thì chúng ta sẽ thực hiện các thao tác như sau. Đầu tiên là vẽ hình tròn to, sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra bản sao. Bản sao thì có vài cách, đúng không? Chúng ta có thể copy, sau đó chúng ta paste vào đó, Ctrl C, Ctrl V dán vào, hoặc giả là chúng ta cũng có thể là đây, biến tướng thêm là chúng ta chính bản thân chúng ta lôi nó ra bằng chuột rồi nhấp chuột phải để tạo ra bản sao, rồi thì chúng ta mới tính tỷ lệ. Hoặc không thì chúng ta cũng có thể là sử dụng một cái thao tác hỗ trợ là nhấn phím cộng ở trên bàn phím số để chúng ta tạo ra bản sao. Sau khi có được bản sao rồi, bất kể các bạn làm bằng cách nào thì các bạn sẽ lên truyền thanh property và phần log ratio này các bạn kiểm tra, các bạn khóa cái khóa này lại, sau đó thì bắt đầu là thu 50% để các bạn có được một cái vòng tròn với đường kính thì bằng một nửa vòng tròn to. Tiếp tục thì chúng ta sẽ shift và chúng ta chọn với hình tròn to và hình tròn nhỡ vừa rồi, nhấn T để gióng hàng lên đỉnh. Thế thì chúng ta có một vài các biến tướng khác nhau ở trong cái này. Một là lặp lại chính cái thao tác vừa rồi, đúng không? Là chúng ta cộng và chúng ta lại thu nó là 50%, rồi chúng ta lại gióng hàng xuống dưới với phím B. Hoặc chúng ta cũng có thể là xử lý theo cách khác là nhân bản chính cái hình nhỡ này, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ làm thao tác là nhấn B xuống đây. Hoặc chúng ta có một biến tướng khác nữa là vì tôi biết chắc chắn rằng cái này là một hình có kích thước có đường kính là bằng 50% so với hình kia rồi, cho nên tôi sẽ thực hiện luôn phép lật, tức là tôi dùng cái hình trên này giữ control và tôi lật ngược xuống qua chuột phải để nhấn vào thì chắc chắn nó cũng sẽ khớp. Đấy là một vài cái biến tướng nho nhỏ ở trong cái quá trình mà chúng ta tạo ra các cái hình tròn này. Thế tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ lại nhân bản và lần này chúng ta thu nó lại 25%, hoặc là nhân bản hình con này gióng hàng E tiếp vào đây. Đến đây thì cái bước thao tác là chuẩn bị 5 cái vòng tròn là chúng ta đã xong. Hôm trước thì chúng ta có nói về cái thao tác là làm sao để tôi đến đây thì chúng ta mới phân tích lại này. Có hai giai đoạn, đó, có hai giai đoạn tương đối quan trọng. Một là giai đoạn chúng ta chuẩn bị các cái tài nguyên, đó là các cái vòng tròn để chúng ta cắt hàn. Hai là cái thao tác lớn nhất mà thấy lặp đi lặp lại, đó là làm thế nào để có được một nửa vòng tròn to. Đó, đấy là cái mà chúng ta chắc chắn phải làm và các cái biến tướng có thể bắt đầu xuất hiện từ đây. Thế thì phương pháp cũ, tại vì hôm trước chúng ta cũng chưa nói nhiều tới các vấn đề khác, cho nên chúng ta sử dụng cái thao tác là gì ạ? Gióng hàng để chúng ta xác định là ở đâu là một nửa của cái vòng tròn to. Thao tác chúng ta làm như sau: vẽ một hình chữ nhật, sau đó thì chúng ta mới lật, giữ control lật và chuột phải để tạo ra bản sao. Bây giờ tôi chọn cả hai hình và tôi group lại để tôi tạo thành một hình chữ nhật lớn. Như vậy hình chữ nhật lớn này cân đối hai nửa với nhau đều bằng nhau. Sau đó tôi sử dụng cái hình chữ nhật lớn này, giữ shift, tôi chọn với vòng tròn lớn,
chúng ta sẽ tiến hành nhấn CE để gióng hàng đồng tâm cả hai chiều giữa cái hình chữ nhật này và cái hình tròn lớn. Bây giờ tôi cần một nửa vòng tròn, vậy thì tôi sẽ giữ Ctrl và tôi click vào một hình chữ nhật ở trong cái group này để tôi chọn riêng nó. Sau đó thì tôi nhấn Delete, tôi xóa đi. Vậy lúc này tôi còn một hình chữ nhật và hình chữ nhật này nằm đè lên đúng một nửa cái hình tròn ở dưới. Dùng cái hình này như dao cắt, giữ Shift, chọn tiếp cái hình tròn này. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh cắt là Back Minus Front để tôi cắt đi một nửa. Đến đây tôi có một nửa rồi, đúng không? Tôi sẽ tiến hành thao tác là gì đây ạ? Lập, đúng không? Tôi sẽ tiến hành lập để tôi đưa nó sang. Đến đây thì chúng ta sẽ có hai cái nửa bằng nhau. Sau đó thì quy tắc chúng ta biết rồi. Hôm trước là chúng ta dùng gì đây ạ? Các hình tròn nhỡ tiến hành là ngược chiều nhau, cứ cắt bên phải thì hàn bên trái và bên cái phần còn lại thì cắt trái hàn phải, ngược chiều nhau. Ok, tôi lấy hình này, cắt trái này. Trim. Rồi, hàn phải này. Well. Và ngược lại, cái dưới thì sẽ là gì đây ạ? Cắt phải thì hàn trái. Trim. Well. Đến đây thì tôi đã có được hình âm dương rồi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ tiến hành tô màu những cái thứ mà chúng ta cần. Màu chúng ta sẽ tô nghịch nhau. Nếu thằng này do cái thao tác cắt vừa rồi mà nó bị chuyển lên tầng trên thì chúng ta sẽ shift bắt đầu đưa nó xuống dưới và cuối cùng thì chúng ta sẽ chọn hết và chúng ta group nó lại. Thì hình âm dương đã thực hiện xong và đây là cái cách mà tôi đã hướng dẫn các bạn ở trong cái buổi đầu tiên, đúng không? Làm sao để cắt được đúng một nửa cái vòng tròn. Thế đến đây thì chúng ta đã có được cái hình âm dương rồi. Thì chúng ta lại làm tiếp một vài cái thao tác mà nó mang tính chất là biến tướng tiếp. Đó. Nào, thực hiện lại thao tác như vừa rồi. Sorry, vừa nãy đáng nhẽ ra tôi để crop 5 cái vòng tròn để tôi cất để diễn giải phía sau. Bây giờ tôi lại phải làm lại từ đầu mất rồi. Nào. Cộng này. 50% này. Dòng hàng top này. Cộng này. 25% này. Đây, bây giờ chúng ta lại biến tướng thêm một lần nữa nhé. Và gì đây ạ? Cộng cả hai. Bản thân chúng ta sẽ lật luôn. Thế chúng ta tiết kiệm thêm được một tí thao tác. Thì chúng ta đã có đủ hết tất cả những cái vòng tròn này rồi. Thế thì bây giờ biến tướng thứ hai là gì? Biến tướng thứ hai là bây giờ tôi không dùng hình, tôi cắt hình nữa, mà tôi sẽ sử dụng đường cắt hình. Công cụ chúng ta biết công cụ vẽ đường rồi, đúng không? Chúng ta có thể dùng freehand, chúng ta có thể dùng two-point line, bezier pen, kể cả polyline để chúng ta vẽ một đường thẳng. Đó. Thế đây, bây giờ tôi sử dụng là two-point line đi. Tôi sẽ kéo một đường và trong lúc đó thì tôi giữ shift để tôi đảm bảo rằng đây là một đường thẳng. Sau đó tôi dùng cái đường thẳng này chọn với lại cái hình tròn lớn, nhấn CE để tôi đảm bảo rằng nó sẽ trung tâm nằm giữa. Đến bây giờ tôi có thể sử dụng một trong hai phương pháp. Một là tôi sử dụng trim. Tôi dùng cái đường vừa rồi tôi cắt cho cái hình tròn. Ở đây là chúng ta dùng đường cắt hình chứ không phải là dùng hình cắt hình nữa. Và chúng ta cũng có thể dùng cái lệnh là simplify. Khi hình nọ với hình kia giao nhau, cái cắt thì rõ ràng là cắt nhé. Nhưng vì nó chỉ dày có đúng là một cái đường thôi, cho nên là nó cắt theo kiểu mảnh của đường. Thì chúng ta phân biệt một chút giữa cái cách thức thực hiện nhé, chứ không phải hai lệnh này giống nhau. Mặc dù kết quả của nó giống nhau nhưng chúng ta phải nắm được cái lý do tại sao là dùng lệnh này cũng được và dùng lệnh kia cũng được. Đó. Trim là rõ ràng cắt thực sự. Đấy, chỉ có điều là nó không có độ dày để mà nó cắt mất một phần đi, giống như là cắt mất đứt một nửa một cái hình tròn rồi đi, mà nó cắt đúng bằng cái độ dày của gì đấy ạ? Đúng bằng độ dày của cái hình này thôi. Nếu mà muốn càng mảnh thì chúng ta sẽ gõ đến mức độ mà không thể mảnh hơn nữa để coi như là cái vết cắt đấy không thể xé đi cái gì của cái hình tròn cả. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta chọn simplify thì là gì đấy ạ? Các hình mà đè lên nhau ở đâu thì nó sẽ
chia cắt ra thành các mảnh nhỏ ở đấy, đúng không? Ở cái phần giao nhau. Thế phần giao nhau chính là ở cái vạch đó, cho nên là khi chúng ta chọn cái Simplify này thì nó sẽ chia ra, và sau khi chia ra thì nó sẽ gì đây? Nó sẽ thành ra hai nửa này. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh break, lệnh Ctrl K để chúng ta tách nó ra. Bây giờ tôi đã có sẵn hai nửa rồi, không phải vẽ đến tận 2000 chữ nhật rồi dóng ngang dóng dọc nữa, nó sẽ đơn giản đi được một tí. Và sau đó thì tôi cũng thực hiện lại cái thao tác là gì ạ? Cắt biên độ hàm bên kia. Thao tác này hoàn toàn giống nhau, cho nên thôi tôi sẽ trước tiên là tôi trước hết là nên copy được cái này đã, để tí kẹo nữa trình bày nó sẽ không bị mất thì giờ, đúng không? Đây, bây giờ tôi dóng hàng lại nhá, cứ thực hiện lại cho đầy đủ này, CE này. Sau đó thì tôi trim hoặc là simplify, một trong hai lệnh. Hãy thử xem lệnh khác có được không nhá. Ví dụ như không trim, không simplify thì tôi có thể sử dụng lệnh khác được không? Ví dụ như là lệnh back minus front có được không? Back minus front thì nó lại còn đỡ cho tôi thêm một tí đây nhỉ? Một cái thao tác là khỏi phải vứt cái gì? Khỏi phải vứt cái đường thẳng đi nữa. Tức là tôi lại tiết kiệm thêm được một thao tác. Thực ra thì cái trim ấy với lại minus front minus back hoặc là back minus front bản chất nó là giống nhau, chỉ có điều hai thằng kia nó đỡ hơn ở cái là gì đấy ạ? Thứ nhất là tôi không phải mất cái thời gian vứt đi cái giao cắt là cái thanh, và thứ hai là nó chỉ có một chiều quy định thôi, là dùng cái dưới cắt cái trên hay cái trên cắt cái dưới, còn cái thằng kia thì cho phép chúng ta thì dùng quyền ưu tiên để chọn là cái nào cắt cái nào đấy. Và cuối cùng thì bản chất vẫn là cắt thành hai nửa. Tôi tách nó ra và tôi lại thực hiện theo cái kiểu là cắt trái hàm phải, cắt phải hàm trái, cắt này hàm này, đây cắt rồi, ok. Thì bây giờ thằng này sẽ là gì đây ạ? Cắt này hàm này hàm này, ok. Đến đây chúng ta cũng đã có đầy đủ những cái mà chúng ta cần, cứ chỉ cần là hàm ngược chiều, cắt ngược chiều là xong. Rồi, cuối cùng thì chúng ta group lại. Đây là hình thứ hai của chúng ta. Ok. Thế thì cái này là biến tướng ở chỗ nào ạ? Biến tướng chủ yếu là ở cái thao tác cắt, đúng không? Dùng chỉ một đường để cắt cái hình thôi. Và chúng ta bớt đi cái chuyện là cứ phải lập hai cái hình chữ nhật, rồi sau đó lại xóa bớt một hình chữ nhật đi, lại bớt một cái thao tác là gì đấy ạ? Phải lập cái một nửa hình tròn ra. Cách này có vẻ nhanh hơn được một tí đúng không? Ok, bây giờ chúng ta xem còn cách nào khác nữa nhé, biến tướng tiếp những cái thao tác khác. Ví dụ như bây giờ tôi lại dám vào 5 cái hình tròn vào đây. Thì tôi sẽ thực hiện bằng cái thao tác như sau. Thay vì là cắt bằng cái nọ cắt cái kia, thì bây giờ tôi sẽ dùng chính cái thuộc tính của hình ellipse. Đó, tôi chọn hình tròn to. Sau đó thì tôi chuyển nó về chế độ Pie. Lúc này thì tôi sẽ bắt thằng này lên thành 90 độ. Nó sẽ có được một nửa hình tròn. Bây giờ tiếp theo thì tôi sẽ lập cái này. Vậy thì tôi không phải dùng bất cứ cái nào cắt nữa, mà tôi sẽ dùng chính thuộc tính của thằng Ellipse để tôi xử lý cái vụ nửa hình tròn. Thế và tiếp tục lại gì đây? Cắt và hàn, hàn và cắt. Cắt này, hàn này, cắt này, à, hình như ngược à? Đây, đây, cắt này, để xem nào. Từ. Sai chiều đúng không? Thằng này phải hàn sang đây. Rồi. Thằng này phải hàn sang đây. Nhưng mà trước hết là phải cắt chạm thằng này đã, xem là đúng chiều chưa. Hơi nhìn nhọt sang trồng trọt một tí.
Rồi, ok. Đấy, đại loại và đấy chúng ta cắt xài cái chỗ này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rất rõ là cái thao tác bắt đầu có cái sự xoay chuyển rất là rõ, tức là không cần tới một đối tượng khác để xử lý cái vụ một nửa hình hình nháy clip nữa, mà tôi dùng chính cái gì đấy, dịch chính cái giá trị tự thân của nó, chính cái quy tắc của nó, chính cái thuộc tính của nó để mà chúng ta có được một nửa cái vòng tròn như chúng ta mong muốn. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ lại làm thêm một cái thao tác nữa như thế này nhé. Có thể là tôi sẽ làm một biến tướng khác như thế này. Đây, bây giờ tôi bỏ tạm thời bỏ cái này đi. Chúng ta lại dán lại cái năm cái vòng tròn. Đây. Xem lại nha, thực hiện lại một lần nữa, cứ làm cái nào cho xong xong cái đấy đi để chúng ta minh họa rõ ràng. Đây. 90 này. Sau đó lật này. Đây, bây giờ không nhầm lẫn nữa. Đây là cắt bên phải này. Rồi, hàm luôn vào bên trái này. Rồi. Từ từ, tại sao nó vẫn thế? Thừa một, hình như là thừa mất một vòng. Rồi, ok, đây. Thì bây giờ tôi lại làm sao đây ạ? Cắt bên này và hàm bên này. Thế là vừa nãy là bị thừa mất một vòng đúng không ạ? Rồi, đến đây thì chúng ta đã có được các cái hình mà chúng ta mong muốn. Đây là phương pháp thứ ba nhé, biến tướng thứ ba. Group. Rồi, ok. Vậy là chúng ta có cái hình thứ ba và phương pháp lần này là của chúng ta là lấy cái giá trị tự thân, lấy thuộc tính tự thân của hình ellipse để xử lý. Bây giờ chúng ta lại đề cập tới một cái gõ khác đi một tí. Đó là gì ạ? Cắt hàm bằng đường path chứ không phải là cắt hàm bằng hình. Ok, bây giờ dám vào đây. Nào, bây giờ kiểm tra lại thằng này có mấy vòng đã nào. Có thừa không? Thừa thì xóa bỏ. Ok, xong rồi nhá. Tôi sẽ xử lý bằng cách là cũng lấy các thuộc tính của nó, nhưng mà thay vì thuộc tính là sử dụng file thì tôi sẽ sử dụng app. Bây giờ sẽ là 90 và 270 đối với vòng tròn to. Tiếp tục 90, 270 nữa. Thằng này ngược lại 270, 90. Đến đây tôi có gì đây ạ? 1, 2, 3 đường cong, đúng không? Thế bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái biến tướng. Trước tiên là phương án 1. Phương án 1 đơn giản nhất là bây giờ tôi copy cái thằng này. Tôi copy cái thằng to thôi. Sau đó thì tôi sẽ làm cái thao tác là thực ra có cũng được, không có cũng được, tại vì chúng ta vẫn còn các hình con này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ chơi theo cái trò gọi là ăn bước ăn xé một tí. Chọn này, chọn này. Đây là các đường khác nhau, do đó thì muốn hàm cho nó vào với nhau thì chúng ta phải chọn hết và chúng ta sẽ hoặc là weld hoặc là combine để đưa nó về một thể. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng shape tool quét vào ở đây để chọn hai cái điểm mà nằm trùng nhau nhưng mà lại chưa hàm vào nhau. Đó, chúng ta join to node. Đến đây tôi hàn vào và khi nó đã trở thành một hình khép kín rồi thì tôi có quyền là tô màu vào đây. Như vậy là tôi đã có được một nửa hình âm dương, đúng không? Thế thì cái mẹo ở đây thì bắt đầu lại nảy sinh ra các biến tướng khác nhau, các thao tác khác nhau, các biến tướng khác nhau. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Một là kiểu ăn bớt nhất, đúng không? Kiểu ăn bớt nhất là chúng ta chơi trò gì? Nhân bản chính cái thằng này cộng một cái nhân bản nó, sau đó tôi giả nó về 100% kích thước thì nó sẽ có kích thước bằng đúng cái hình gốc ban đầu, hình lớn ban đầu, giống cái hình này với cái hình tổng này, top lên đỉnh thì là nó sẽ nằm bằng nhau. Cuối cùng thì tôi đuổi nó xuống dưới là ship bắt down. Thực ra thì cái hình này nó không được cắt hẳn hoi để trở thành một nửa của cái hình âm dương, nhưng do tôi đuổi nó xuống nằm dưới
và tôi đã có một cái hình một nửa ở trên khác màu, nó nằm che lên rồi. Do đó thì thực ra là cũng không ai phát hiện ra đây là cái cách làm mà nó không đến nơi đến chốn, cách làm ăn bớt ăn xén. Thế này chúng ta group lại là xong. Như vậy đây sẽ là một cái biến tướng khác nữa, và đây chúng ta tạm gọi đây là phương án thứ tư đó. Ok, bây giờ chúng ta lại xử lý tiếp một phương án nữa như thế này. Bây giờ cái này một nửa vòng tròn này, ok cũng được rồi. Bây giờ tôi làm tiếp như sau, lại cộng lấy một nửa vòng tròn đó. Bây giờ tôi cho nó lại là bước chuẩn bị lại là 50%. Gióng gì đây ạ? Top này, right này, ok được một nửa rồi nhá. Thằng này có thể thực hiện theo kiểu là lật lại để lấy phần bên kia đó, tức là bây giờ cộng này lật lại để lấy phần bên kia này, giữ gì đây, control lật xuống để lấy một nửa này, tiếp tục cộng cộng thằng này cho nó thành 25%. Gióng hàng gì đây ạ? Lép để lấy cái phần một nửa này, được chưa? Thế bây giờ mình sẽ làm cái trò gì nữa? Có thể có cái cách là nhanh, có thể có cái cách là chậm, nhưng bây giờ chúng ta đang cố gắng là lật đi lật lại vấn đề để xem có bao nhiêu biến tướng. Còn chúng ta khoan nói đến cái nào là cái hợp lý nhất và nhanh nhất nhé. Tí nữa làm xong hết chúng ta sẽ cùng ngồi bình phẩm với nhau xem là các phương án đó, phương án nào là phương án hợp lý nhất chúng ta nên dùng. Và bây giờ chúng ta đang cố gắng và nói hết các biến tướng khác nhau. Đấy. Thế cái thằng này là chúng ta sẽ cũng lặp lại cái thằng này, cộng này 25% này. Lúc này thì gióng gì đây ạ? Right. Thằng này với thằng này thì giả về hết cái trạng thái là gốc nguyên bản đi, hoặc không là một thằng thôi được, thôi rồi bỏ cái thằng này đi, chúng ta tính theo kiểu khác nhé, tức là tính đến đây thôi. Bây giờ cũng lắp lại cái phần vừa rồi là gì đây nhỉ? Hàn nhá, như vừa nãy nhá. Ok, well, sau đó cũng gì đây, joy to note. Như vậy là chúng ta đang lặp lại cái thao tác vừa rồi, nhưng mà chúng ta sẽ kết nó bằng cái thao tác là làm ra cái nửa còn lại như thế nào. Vừa nãy là chúng ta bớt ăn xén bằng cách là đặt một cái vòng tròn thực sự đầy đủ và chúng ta giấu nó xuống dưới. Còn bây giờ tôi sẽ làm đúng một nửa như thế này nữa, nhưng mà tôi dùng bằng phương pháp khác để mà phát sinh ra cái phần còn lại đó. Đây chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau. Sau khi hàn xong, tôi tô màu và tô màu nốt cái thằng này. Lúc này tôi cũng chẳng cần cái phần nhỏ này nữa đó. Chúng ta tạm thời là chúng ta chọn như thế này, và bây giờ phải tính là cái tôi trước hết là nhân bản, thứ hai là gì đấy ạ? Tôi phải xoay đó. Xoay thì xoay bao nhiêu? Xoay 180 độ, và điều quan trọng nhất là cái tâm quay nó nằm ở đâu nhá. Tâm quay nó nằm ở đâu thì bây giờ chúng ta trước hết là chúng ta phải nhân bản thì đã này nhá. Nhân bản này cộng một cái này để nhân bản này. Thế sau đó thì chúng ta làm gì? Quay nó. Nhưng mà thực ra rồi, phần này có lẽ là tôi hơi nhầm một tí. Nếu mà dính thêm cả cái thằng này vào nữa để xem nào, thì nó sẽ bị giấu đi cái tâm quay, trừ phi là bây giờ chúng ta lại phải đánh dấu nó. Đây, bấm riêng vào cái phần này thì chúng ta có quyền là gì đây ạ? Kéo cái gì? Kéo cái thước vào đây nhá. Kéo cái thước vào đây để đánh dấu cái phần tâm. Bây giờ phóng lớn lên một tí. Cái vụ này thì hơi thủ công một tí, nhưng mà chúng ta đang đề cập tới tất cả các cái khả năng có thể, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng đây này, cái nốt này đấy chính là cái tâm quay. Quay phải đúng ở đây thì nó mới khớp được, còn nếu mà lệch ra thì cái hình chúng ta nó sẽ không khớp đâu. Do đó thì chúng ta phải phóng lớn bằng cái thao tác tốt nhất có thể để chúng ta làm sao đấy ạ.
chúng ta đẩy cái tâm quay vào đây, đẩy vào đây. Lúc này thì chúng ta phóng lớn này, đấy, bám đúng dính vào đấy thì thôi. Thế bây giờ để mà quay và lại còn làm sao đây ạ? Có lấy được cả cái hình này, thì bây giờ tôi phải chọn này hai thằng này cùng group vào với nhau này. Sau đó thì tôi làm sao đây? Bấm này và đuổi cái tâm quay này về đúng cái vị trí mà tôi cần. Giữ cái tâm quay, kéo nó tới vị trí mới và cho nó bám vào cái đường gióng mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Đó, sau đó thì chúng ta quay bao nhiêu độ đây? 180 độ. Thì tôi sẽ có được cái hình ngược lại. Bây giờ giữ control tô màu theo cái mà chúng ta cần. Đỏ này, gì đây ạ? Đen này. Đấy, nếu mà cần thiết nữa thì chúng ta có thể chọn hết cái này, chúng ta bỏ hết cả đường viền đi. Những thứ không cần thiết thì bây giờ chúng ta group lại. Như vậy là đến đây thì chúng ta lại có một cái biến tướng khác là gì đây ạ? Thay vì chèn láo một cái hình tròn đầy đủ để không phải làm gì cả, thì tôi làm thật sự cái phần còn lại kia. Và sau đó thì tôi làm sao? Tôi quay, đúng không? Đến đây hết chưa? Theo bạn hết chưa? Còn có thể nghĩ ra được cách nào nữa không? Nếu mà chúng ta có thể xác nhận được cái tâm thì tôi có thể dùng lệnh lật được không? Hay là nhất quyết phải xoay? Hả? À, lật hai chiều, lật hai lần. Nhưng tất nhiên cũng sẽ phải xác định được cái tâm lật. Thôi rồi, tạm thời như thế này là chúng ta thống kê là được bao nhiêu phương án rồi? 5 phương án. Đây là một biến tướng tiếp tục, lại một biến tướng nhỏ nhỏ tiếp tục nhá. Nếu như bây giờ tôi vẽ một hình tròn thì sao? Nào, vẽ một hình tròn này. Ok, sau đó thì cũng nhân bản và lấy những cái phần còn lại nhé. Cộng này 50% này, top này, cộng này, bottom này, cộng này 25% này, cộng này 25%. Bước chuẩn bị gọi là tiêu chuẩn, đúng không? Ok, xong đến đây chúng ta giải quyết tiếp. Cũng là cái thao tác vừa rồi thôi, tôi lại quay trở về cách cắt hàn như thế này. 90, 270, đúng không? Nào, lại 90, 270. Thằng này thì lại ngược lại 270, 90. À, rồi. Đây, bây giờ thì chúng ta lại lấy cái phần ngược lại bằng cách như thế này. Thế thì tôi sẽ giải quyết các thứ như thế nào? Bây giờ tôi mới lại copy này. Copy, copy, copy. Lần này thì tôi copy 3 cái thằng này thôi. To này và hai cái thằng nhỡ này. Sau đó thì lại weld lại một biến tướng khác nhá, mặc dù nhỏ thôi.
Tô màu. Tô màu. Tô màu. Ok, vậy là bây giờ gần được một nửa rồi đúng không? Quá một nửa rồi, tại vì đây tôi còn có thêm cái thằng này đã có sẵn rồi. Bây giờ nếu mà tôi công chuồn về vào thì tôi có cái gì? Đây nha. Hủy bỏ luôn đường viền để nhìn ra rõ này. Công chuồn về dán vào. Tôi sẽ có một nửa cái gì đây ạ? Cái đường cong này đúng không? Một nửa đường cong này, một nửa đường cong này. Thế tôi sẽ thực hiện nốt cái phần còn lại bằng cách gì đây? Tôi lật để lấy cái phần nửa còn lại. Thì tôi sẽ lật luôn bằng cách như thế này chứ tôi không cần phải tính toán gì nữa. Sau đó cũng vẫn cái thao tác là gì đây ạ? Chọn một nửa vòng, chọn một nửa vòng, chọn cái vòng to, lại weld tất cả chúng nó vào với nhau và chúng ta lại thực hiện lại cái thao tác gì đây ạ? Hàn, hình như hàn chưa hết thì phải. Rồi, đấy, vẫn còn sót cái này, chưa chọn được cái hình to. Rồi, weld. Cuối cùng thì chúng ta lại join to node để hàn kín nó lại và được quyền tô màu. Và đây sẽ là hình tô màu đen. Đưa xuống dưới cùng, shift path down, đưa vào và cuối cùng thì chúng ta sẽ group nó lại. Đây có được coi là một biến tướng không? Cũng là một biến tướng đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đang trình bày đến đây là thêm một phương án nữa. Nếu như mà chúng ta đặt đi đặt lại vấn đề, cố gắng xử lý nó dưới nhiều góc độ khác nhau, nhiều kỹ thuật khác nhau, nhiều các bước gọi là cái này trước cái này sau khác nhau một tí tẹo, thì thực ra một cái bài cũng không quá khó đó. Bài này thì thực ra nó nói cho cùng hiểu được nguyên tắc rồi thì chúng ta thấy nó là rất là cơ bản, rất là dễ, nhưng chúng ta lật đi lật lại vấn đề thật kỹ thật nhiều để chúng ta xem có những cái khác biệt ở những cái thao tác nào, cái cách nào làm cho mọi thứ nó trở nên nhanh hơn. Thế theo các bạn thì cách nào là cách nhanh nhất? Cách cuối cùng á? Cách sử dụng cái thuộc tính của hình hình ellipse theo tôi nó sẽ là nhanh nhất. Tại vì chúng ta không phải phát sinh ra thêm bất cứ một đối tượng nào để cắt đôi nó ra cả, mà chúng ta dùng chính ngay cái thuộc tính của nó để đặt nó thành một file với một cái giá trị bằng một nửa và cuối cùng thì chúng ta lật nó sang kia là xong, đúng không? Thế còn nếu mà bới lông tìm vết mà ngồi thật kỹ nữa thì chúng ta còn có thể tạo ra nhiều biến tướng khác chứ không phải chỉ dừng đến thế này đâu. Ở đây thì thông qua cái bài này chúng ta chỉ muốn nói một cái vấn đề là thiết kế thì nó thiết kế đồ họa những cái mảng như thế này thì nó lại rất là hay ở cái đoạn là không có bất cứ một quy củ nào bắt buộc chúng ta phải làm một con đường duy nhất. Nó cho chúng ta đi rất nhiều con đường theo cái nhận thức của mình, theo kinh nghiệm của mình, theo cái sự trải nghiệm của mình. Đấy. Và có những đường thì rất nhanh, có những đường thì lâu hơn, có những đường thì tuyệt đối chính xác, có những đường kém chính xác hơn. Ví dụ như là cái trò vừa rồi khi mà chúng ta nhân bản xong chúng ta quay, rõ ràng đấy là một thao tác dụng thủ công. Tất nhiên tôi có thể có những phương pháp khác, tôi xác định tuyệt đối chính xác luôn cái tâm, nhưng mà như thế thì nó lại bôi ra thêm những cái thao tác gì đấy ạ để xác định tâm, nó lại mất thêm, nó mất thêm thêm thời gian. Đấy. Nhưng mà thực ra thì cũng có phương pháp khác đấy. Lại nhân cái này thì tôi lại nói với các bạn thêm một mẹo nữa luôn thế này. Đây. Tạm thời tôi sẽ lấy một cái thằng này ra, tôi sẽ loại bỏ tất cả những cái bước trung gian chỉ để nói về cái vấn đề gọi là tâm như thế nào thôi. Đó. Thay vì phải ngồi xác định rồi kéo kéo như thế, tôi sẽ lại nói với các bạn một cái phương pháp, một cái mẹo để mà chúng ta có thể là giải quyết vấn đề mà tôi không cần biết tâm nó tọa độ ở đâu vậy. Tôi không thèm xác định nữa. Thế đây. Ăn group ra nhé. Và chúng ta vứt cái này đi. Thằng này coi như không có. Đó. Thế bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta có được cái tâm? Mà kể cả trong trường hợp này tôi không cần thằng này luôn. Tôi vẽ một nửa thôi. Bây giờ tôi sẽ
xử lý bằng cách như sau. Trước hết là tôi nhân bản cái thằng này đã. Đó, cộng nhân bản thằng này. Sau đó thì tôi giả nó về 100%. Đúng 100% không? Rồi, 100%. À, trên. Ok, xong. Chúng ta mới gióng hàng vào đó. Bottom. Vậy là khớp rồi, đó. Đến đây thì tôi mới kéo lớn nó ra này. Tôi kéo lớn cái thằng này ra. Và bây giờ tôi đảo lại là tôi chỉ cần đường viền thôi mà tôi không cần bề mặt nữa. Cái hình này có trùng tâm với lại cái hình gốc không? Có. Ok, rồi. Bây giờ tôi chỉ việc là làm cái thao tác như này, tôi chọn cái thằng này và tôi group lại. Vậy là tôi có một nửa cái hình tròn này rồi. Đó. Bây giờ nếu mà tôi chọn hết cả cái thằng này và tôi lại cộng một lần nữa, tâm nó ở đâu? Nó vẫn là tâm gốc thôi, không chạy đi đâu cả. Tại vì cái hình tròn to đã trùng tâm với hình gốc rồi, thì cái hình bên trong nó nằm lọt lòng thì nó cũng phải chịu theo cái tâm đấy thôi. Tôi không cần phải toan tính là nó nằm ở tọa độ bao nhiêu. Tại vì là khi mà đã gộp cả hai thằng cùng nhau thì thằng con sẽ phải theo thằng to thôi. Nó không có quyền phản đối. Và bây giờ thì tôi sẽ làm sao đây? Quay 180 độ. Chắc chắn khớp. Không cần phải tính. Vừa nãy chúng ta còn phải gióng, còn phải phóng to thu nhỏ để soi. Ừ. Phương pháp đó có sai không? Không sai. Nhưng mà rõ ràng mất rất nhiều thời giờ để mà tính toán phóng lên phóng xuống rồi thì kéo đường gióng rồi thì dịch tâm. Nhưng bây giờ tôi không cần thế. Tôi có thể là mượn tâm bằng cách là dùng một cái hình đồng tâm to hơn để bắt nó quay cùng cái tâm đó. Và đến bây giờ thì tôi chỉ việc là giữ an. Làm sao đây nhỉ? Tôi vẽ khẽ một cái chạm vào cái vòng ở ngoài. Cái vòng mượn tâm này tôi xóa đi, tôi không cần nữa. Và tôi sẽ làm sao đây? Tôi sẽ chọn giữ control, tôi quýt vào từng đối tượng một, tôi tô lại cái màu tôi cần, đúng không? Và cuối cùng thì tôi group trả lại. Đây có được coi là một biến tướng nữa không? Cực kỳ nhiều các cái sự biến ảo ở trong cái bước thực hiện. Có những thứ khác ngay từ cái lúc mà chúng ta chuẩn bị 5 cái vòng tròn, ngay cái phương pháp để làm từ cái nào lên, làm đủ hết hay là làm một phần xong rồi lật. Đó. Lật một vòng rồi lại làm cái vòng con ở trong, hay là tôi làm đủ cả cái cụm vòng đấy ạ, cái nhỡ và cái bé, rồi tôi lật cả hai rồi tôi nhân bản. Đấy đã là một cái khác biệt rồi. Làm cả vòng hay là làm nửa vòng với hàm vào rồi xử lý, đấy là khác nhau rất nhiều về tư duy xử lý và các bước xử lý, kỹ thuật xử lý. Cắt hàm cái đường pháp khác mà cắt hàm cái bề mặt khép kín nó khác, đó. Cắt bằng hình khác mà cắt bằng cái cách là lợi dụng thuộc tính của cái hình ellipse nó cũng khác đấy. Và từng này cách nó sẽ giúp cho chúng ta là lật đi lật lại vấn đề và chúng ta rà soát đến tận cùng những cái gì mà chúng ta đã trao đổi với nhau, hiểu thấu đáo mọi thứ. Phải hiểu thì mình mới đưa ra biến tướng được, đúng không ạ? Và đấy là cái cách để mà mình sẽ tìm được những cái phương án làm mà nó nhanh nhất, hợp lý nhất khi mà chúng ta tiếp cận với một cái công việc, tiếp cận với một yêu cầu từ khách hàng, sếp. Thì đây, các bạn thử nghiệm lại giúp tôi, tiếp thu được cách nào thì các bạn thử nghiệm lại một cái.